Việt Nam 2-1 U22 Indonesia cú ngược dòng ngoạn mục. Thi đấu ép sân nhưng U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia ở bảng B bóng đá nam SEA Games 30 trên sân Rian Memorial trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ. Thành Trung và Hoàng Đức là người mang về bàn thắng cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Không giống như hai trận đấu trước, U22 Việt Nam đã đối diện với những phút đầu đầy khó khăn. Sau sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở phút 23, U22 Indonesia đã mở tỷ số sau cú đá Bùi Cận Thành của Ricky Sani. Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo ép sân hoàn toàn và nỗ lực tấn công đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 sau cú đánh đầu của Thành Trung. Đến cuối trận, Hoàng Đức tung cú sút xa tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam. Trận đấu của U22 Việt Nam và U22 Indonesia thật sự vô cùng nghẹt thở khi Indonesia đá thủng lưới Việt Nam một quả. Với lối chơi phòng ngự phản công, Indonesia đã đem đến cho Việt Nam sự khó khăn nhất định để có thể đá thủng lưới của Indonesia. Với tinh thần quyết tâm, Việt Nam thực sự đã mang đến cho người hâm mộ hai pha bóng vô cùng đẹp mắt, giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 2-1. Sau 3 lượt trận bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam dẫn đầu với 9 điểm, U22 Thái Lan và U22 Indonesia đứng ở vị trí tiếp theo với 6 điểm. Ở lượt trận ngày 3 tháng 12, U22 Việt Nam gặp U22 Singapore, Thái Lan gặp Lào và Indonesia gặp Brunei. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam. Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam gồm có Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Thịnh, Thành Trung, Văn Hậu, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh. U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B. Trước đó thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei và 6-1 trước U22 Lào. Mặc dù số điểm tương đương với Indonesia, nhưng U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng vì hơn hiệu số bàn thắng sau hai trận đấu đầu tiên. Còn bây giờ thì hãy cùng xem những hình ảnh vô cùng ấn tượng trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.